Karaoke Đình Thành xin chào các bạn. Hôm nay Karaoke Đình Thành sẽ làm cái video là sửa ấm điện không vào điện. Hôm nay đây là cái ấm điện là nó không vào điện các bạn nha. Bây giờ mình sẽ tháo ra xem nó như thế nào. Bây giờ đây mình cắm điện này. Cắm điện này. Cắm điện vào. Mà không thấy đèn đỏ. Các bạn nha. Đấy. Mình để gần cho các bạn xem đây, mình để gần bạn xem đây là cái đèn đèn các bạn nha, để không sáng nha. Bây giờ mình sẽ tháo ra xem nó như thế nào. Mình sẽ về kiểm tra điện. Bây giờ mình phải nhổ điện ra. Bây giờ mình sẽ mở cái ốc này ra. Dụng cụ mình chỉ có cái kìm và cái bút điện. Bây giờ trước tiên mình sẽ mở mấy con ốc này ra các bạn nha. Mở mấy con ốc này ra sẽ kiểm tra xem nó như thế nào để mình sẽ khắc phục sửa chữa, không phải đi ra quán xem thế nào. Đấy, mình đã đang mở ra. Trước tiên mình sẽ thử mở ra từng chi tiết xem nó như thế nào. Đây là ấm điện đang bị chốt, nó đang bị tì xuống các bạn nha. Nó đang nấu nhiều quá nên là nó bị tì cái lẫy này xuống. Bây giờ mình sẽ mở cái lẫy này ra xem lẫy này tì quá. Đây các bạn nha, mình mở cái lẫy này ra, mở hai cái lẫy này ra, mình mở ra. Mở ra ra bị cong. Giờ mình sẽ lấy cái kim mình bóp cho nó vào. Đây. Đây các bạn nha, đây là hai cái lẫy này. Và bây giờ nó đem nó bửa ra quá thì bây giờ mình sẽ lấy cái kim mình bóp vào một chút. Đấy. Cho nó thẳng. Đấy, thẳng cái lẫy này ra. Cái bên này mình cũng thế. Mình cũng bóp vào. Và mình sự rất là đơn giản các bạn nha. Mình nay từ sửa cái nước này xem thế nào, xem nó có khắc phục được không. Bây giờ mình sẽ thao tác mình lắp vào. Lúc lắp đúng vị trí các bạn nha. Xem cái này nó là lên chưa. Đấy, bây giờ mình sẽ vặn vào. Mình chắc là cái ấm này nó chỉ hỏng như chỗ này thôi. Nhưng còn chắc là mình vừa đun xong mà, tại vì là không có gì. Nên bây giờ mình tháo ra, mình khắc phục. Đấy, mình vặn vào. Bên này mình cũng thế, mình sẽ lắp thật là cân đều. Và mình thử xem nào.
này nó nhỏ quá, lắp hơi khó. Đấy, mình đang lắp vào. Đấy, mình xem hai cái lẫy này có cân nhau hay không. Xem cái đường trục này có cân thì mình sẽ lắp được thôi. Bây giờ mình sẽ lắp cái ấm nước vào để mình thử xem nó hoạt động như thế nào. Cái này rất là đơn giản các bạn nhé. Bạn nào tự nhà sửa tháo ra sửa chữa, tự sửa chữa là được. Đây, mình đang cho lắp ốc vào. Đây. Bây giờ mình sẽ thử lắp cho nó cân vào. Các bạn xem video của Karaoke Đình Thành, thấy hay thì hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết các bạn nhé. Để tự khắc phục ấm nước siêu tốc tại nhà. Đây, mình đã bạn xong. Bây giờ mình sẽ thử ấm xem ấm có hoạt động hay không, còn hoạt động được hay không. Đây ấm nước nha, mình đang đây là cái đèn sáng các bạn nha. Đây, bây giờ mình sẽ cắm điện xem thử xem là được hay chưa. Đây, bây giờ mình sẽ bật công tắc lên các bạn nha. À, được rồi, thành công rồi các bạn nha. Đây đèn cho các bạn nha. À, mình lại tắt này. Đấy, sáng đấy, thế là cuối cùng mình đã sửa thành công cái ấm siêu tốc của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Karaoke Đình Thành. Đây các bạn nha, đấy, mình đã sửa xong cái ấm siêu tốc. Đây rất là đơn giản, đây là cái đèn đó đây, mình sẽ bật đi bật lại các bạn xem nhá. Đấy, tắt này, lên này. Đấy, ấm đã chạy tốt, rất là đơn giản. Các bạn xem video của Karaoke Đình Thành, thấy hay thì hãy ủng hộ cho Karaoke Đình Thành nhá. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Quá là tuyệt vời, thế là thành công. Đấy, cuối cùng mình đã sửa thành công cái ống siêu tốc các bạn nha. Đấy, ấm đã hoạt động bình thường. Karaoke Đình Thành xin chào tạm biệt các bạn nha. Các bạn xem video của Karaoke Đình Thành thấy hay thì hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào các video mới tiếp theo.